Huyền thoại Chiến thần tập 72. Nhìn thấy chiếc 458 thì Lâm Mộng Vân hơi bất ngờ. Cô ta nhớ chiếc xe này là của Dương Tuấn Thiên, không phải đã phủ bụi cả năm ở đội xe rồi hay sao? Hôm nay sao lại tâm huyết lái nó ra ngoài như thế? Lâm Mộng Vân đạp ga muốn đuổi theo hỏi xem có chuyện gì. Kết quả ngùng là tốc độ của 458 rất nhanh, phút chốc đã lao vút đi, hoàn toàn không cho Lâm Mộng Vân cơ hội để đuổi theo. Anh tưởng dễ cắt đuôi tôi sao? Lâm Mộng Vân tuy rằng chỉ là quản lý nhưng kỹ thuật lái xe cũng tương đối rã rắn gờn. Hơn nữa chiếc xe của cô ta còn được dùng toàn bộ linh kiện mới, 458 khó mà so sánh được. Vậy nên cô ta rất tự tin có thể đuổi theo chiếc 458 kia. Giống như Lâm Mộng Vân đã dự đoán, tính năng của xe cô ta rất tốt, động cơ mạnh cực, trông có vẻ sắp đuổi kịp tới nơi. Nhưng ngay lúc trẻ, tốc độ của 458 không giảm mà ngược lại còn tăng nhanh. Dương Tuấn Thiên bị điên rồi. Rẽ mà còn tăng tốc xong, anh ta muốn làm gì chứ? Lâm Mộng Vân không dám làm càn, vội vàng hạ tốc độ chân ga để rẽ theo. Sau đó cô ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện trong đời mình. Dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, chiếc Ferrari 458 màu xám đen tiến vào khúc cua với tốc độ di chuyển không khác gì cơn gió. Chiếc xe giữ tốc độ nhanh nhất sau khi rẽ thành công, nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, lại sụp mạnh về phía trước, biến mất không còn tung tích. Đợi đến khi Lâm Mộng Vân rẽ xong, cô đã không thấy chiếc 458, kể cả là đèn hậu của nó. Cả người cô ta đờ đẫn, đạp mạnh thắng một cái, xe dần dừng lại. Lâm Mộng Vân nhìn chiếc 458 đã mất hẳn, tự mình lẩm bẩm. Vào khúc rẽ với tốc độ nhanh nhất, Dương Tuấn Thiên anh lập được kỹ thuật lái xe điệu nghệ như thế nào, như thế này từ lúc nào thế? Được đấy, lén tôi luyện lái xe để cho tôi một bất ngờ ở cuộc thi địa hình núi một tháng sau hay sao? Anh giỏi lắm. Cô ta khởi động xe lại, tiếp tục đuổi theo. Tại trại huấn luyện đội xe, Gia Sách dừng xe xong thì lấy đồ ăn ra cho mọi người. Mọi người ban đầu còn không muốn mang ơn, nhưng nhìn đồ ăn Gia Sách mang về có vẻ ngon miệng nên đầu hàng. Ai nấy đều lao vào tranh giành nhau ăn. Dương Tuấn Thiên giơ tay ra cầm một cái đùi gà lên, vừa ăn vừa nói: Gia Sách, xem như anh có mắt nhìn, đồ ăn hôm nay ngon lắm, đi chỗ khác đi. Gia Sách cười cười nhưng không nói gì, quay người rời đi. Lúc này một tay đua khác là Điền Kề bước qua, khẽ nói Dương Tuấn Thiên: Đội trưởng, trời đã tối rồi, mau ăn nhanh rồi lo tập thôi. Trận đua địa hình núi sắp bắt đầu, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cái tuyệt kỹ của anh còn thiếu chút gì đó, tập xong sớm thì yên tâm sớm đi thôi. Dương Tuấn Thiên gật gật đầu: tôi ăn xong thì sẽ tập ngay. Hai người đang nói chuyện thì bỗng một chiếc xe gian chạy tới, đổ vào bãi đỗ xe. Lâm Mộng Vân bước ra. Dương Tuấn Thiên thấy cô ta thì hai mắt sáng rỡ cả lên. Lâm Mộng Vân là người con gái anh ta nhớ ngày đêm mong, người cả đội xe đều biết đó là người con gái mà đội trưởng đang cố hết sức theo đuổi, không một ai được động vào. Lâm Mộng Vân vừa cười vừa bước sang: Dương Tuấn Thiên, anh giỏi lắm, dám lén tập kỹ thuật lái xe sau lưng tôi, hừ lắm đấy nha. Dương Tuấn Thiên và Điền Kề liếc nhìn nhau một cái, ngớ cả người ra. Chuyện này chỉ có hai người họ biết, Lâm Mộng Vân có được tin tức từ đâu thế? Không lẽ lúc họ nói chuyện đã bị Lâm Mộng Vân nghe thấy rồi sao? Không thể nào. Họ nói chuyện với âm lượng rất nhỏ, Lâm Mộng Vân lại ngồi trong xe, trừ phi cô ta có thuật phòng nhĩ, nếu không không thể nào nghe thấy được. Lâm Mộng Vân bước tới, chất vấn: Kỹ thuật điêu luyện như thế, sao không nói cho tôi sớm biết hả? Dương Tuấn Thiên cười khẽ nói ra: Thật ra kỹ thuật này của tôi vẫn chưa tập được thành thục lắm, vậy nên không nói cho cô biết. Hơn nữa đây là bí mật kinh doanh đấy, tôi tính đợi lúc thi đấu mới dùng tới, để đối thủ trở tay không kịp. Vẫn chưa tập xong đàng hoàng sao? Lâm Mộng Vân hơi bất ngờ, lúc nãy nhìn thấy đường rẽ di chuyển trên cao tốc đã khá hoàn hảo, sao lại chưa tập xong chứ? Chẳng lẽ nào còn phải có cần hoàn thiện hơn sao? Lâm Mộng Vân vẫn không nghĩ gì nhiều, tiện miệng nói: Thế anh cố lên, tập xong sớm rồi giúp đội xe giành thắng lợi lớn ở cuộc đua địa hình núi sắp tới. Dương Tuấn Thiên gật đầu lia lịa, không thành vấn đề. Vừa quay người đi, Lâm Mộng Vân nhìn thấy một gương mặt xa lạ trong đám người. Anh ta là ai thế? Anh ta sao? Là tay đua mới của ông chủ Lâm đấy. Lâm Mộng Vân lập tức nổi hứng thú, đã lâu rồi không có người mới vào đội xe. Cô ta hỏi: Anh ta là gì? Trước kia ở đội xe rồi thế? Gia Sách chưa kịp trả lời thì Dương Tuấn Thiên đã cười khẩy: Anh ta tên là Gia Sách, trước kia mà là một bác sĩ cơ. Bác sĩ? Cũng không biết ông Lâm nghĩ gì mà để một tay nghiệp dư vào đội xe, không hiểu nổi.
Lâm Mộng Vân lại không bài trừ người ngoài mấy. Cô ta cười nhẹ rồi nói, Giang Sách, anh cố lên nhé. Cho dù không phải xuất thân chuyên nghiệp, nhưng mà cố gắng luyện tập thì tôi tin sớm muộn gì anh cũng có ngày được lên sân đấu. Trong lúc mọi người vẫn đang ăn uống cười nói thì nghe thấy tiếng xe máy ùn ùn vang lên. Hơn 10 chiếc xe đua đang tiến vào, dừng lại bên ngoài sân huấn luyện. Những chiếc xe này không khác biệt gì nhau, đều là Lamborghini. Tất cả cửa xe được mở ra, lần lượt là những người đàn ông cường tráng bước xuống. Họ đều là đội viên chính thức của đội xe Lamborghini. Trong đó, đi đầu phía trước là con trai Trúc Minh của Trúc Phong, tổng đại lý nội địa của Lamborghini. Anh ta đối diện đùng đùng đi về phía đám Dương Tuấn Thiên, lạnh mặt nói, tên Lâm Gia Vinh chó chết kia đâu, kêu ông ta cút ra đây cho bố mày. Hóa ra là vì cha mình bị tai nạn nên ông ta cố tình chạy đến đây tìm Lâm Gia Vinh để trả thù. Lâm Mộng Vinh không vui nổi, giọng điệu không mấy thiện chí nói ra, cha tôi là kẻ mà ai muốn cũng thế có thể gặp mặt hay sao? Trúc Minh nham hiểm nói, không gặp sao, ông đây sẽ đánh cho tới khi nào ông ấy chịu đó gặp mặt. Anh em tiến lên. Dương Tuấn Thiên cũng không nói nhiều, cầm đồ lên rồi gọi mọi người theo chuẩn bị chiến đấu với đối phương. Lâm Mộng Vân ngây người ra, ngon quá nhỉ. Cô ta hét lớn, dừng tay, mọi người đều là tay đua, không phải là dân đầu đường xó chợ, đừng suốt ngày đòi chém chém giết giết được hay không? Mọi người nhìn nhau rồi cũng thấy có lý, bèn bỏ vũ khí trong tay xuống. Lâm Mộng Vân chất vấn, Trúc Minh, anh tìm cha tôi có việc gì? Hả, cô biết diễn ghê đấy. Tên Lâm Gia Vinh chó chết đó tông xe cha tôi khiến cha tôi bất tỉnh, làm cho đội viên đội xe chúng tôi là Khương Chi Sơn gãy một bàn chân. Có phải tôi nên tính món nợ này lên người ông ta hay không? Dương Tuấn Hiền cười nói, hồ, hóa ra là cây không bằng người, không chịu thua hả? Lái xe không giỏi bằng thì bị đâm cho tàn phế, xong rồi đến đánh nhau ẩu đả. Đội xe Lamborghini các anh đúng là đồ phế vật. Trúc Minh trên trán nổi đầy gân xanh, cây không bằng người sao, không chịu thua sao? Anh ta chỉ vào Dương Tuấn Thiên, được, nếu chúng ta đã là tay đua thì dùng cách thức đua xe để đấu với nhau một phen. Dương Tuấn Thiên, anh có gan thì đua với tôi một lần hay không? Dương Tuấn Thiên cao ngạo ngẩng đầu, chẳng lẽ tôi sợ anh sao? Trúc Minh nói ra, tôi thua thì đền bù xong lập tức đi ngay, anh thua thì phải kêu tên chó chết Lâm Gia Vinh đó lết ra đây. Được thôi, đi theo tôi. Đám Trúc Minh quay người lên xe, chậm rãi lái ra khỏi trại huấn luyện. Dương Tuấn Thiên và những người khác cũng lên xe đi theo. Còn về Giang Sách, anh lặng lẽ lái chiếc 458 màu xám đen ban nãy rồi bám theo phía sau. 20 phút sau, một đoàn người đông đúc đến đường núi. Con đường núi này bình thường rất ít người đi, bây giờ trời lại tối, càng ít người đi hơn. Nơi này sẽ là nơi quyết định thắng bại của họ. Trúc Minh nói ra, nơi này là đường núi vòng vèo, xuất phát từ chỗ này, sau đó rẽ theo một hướng khác quay về đây. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, ai về trước người đó thắng. Dương Tuấn Thiên nhún vai, con đường này không biết tôi đã lái bao nhiêu lần rồi. Trúc Minh, anh muốn trên địa bàn của tôi để thi sao? Tìm cái chết đến nhà. Hà, Dương Tuấn Thiên, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là thực lực. Hai người lần lượt lên xe, tiếng còi xe vút lên. Ferrari và Lamborghini đồng thời xuất phát, tiếng động cơ dội lên cực lớn, phút chốc những tay đua ở hiện trường cũng trở nên hưng phấn. Hai chiếc xe lao vút đi như bay. Vì điều kiện máy móc khá tốt giống nhau nên tốc độ trên đường thẳng gần như là bằng nhau. Nhưng đến chỗ rẽ thì có sự khác biệt. Trúc Minh tuy rằng kiêu căng nóng nảy nhưng kỹ thuật chi tiết rất tốt. Lần nào vào khúc rẽ cũng giữ đến chỗ vừa ổn, giảm tốc vào cua, tăng tốc rồi vọt đi, liền mạch rành rọt, không xuất hiện sơ hở nào. Dương Tuấn Thiên cũng không tồi chút nào, nhưng giống như một khoảng cách giữa một người được 99 điểm và 100 điểm vậy. Tuy rằng rất ngắn nhưng vẫn có sự tồn tại. Mỗi lần vào đường cua, Dương Tuấn Thiên sẽ bị tụt lại một chút. Qua mấy ngày rẽ, Dương Tuấn Thiên đã bị bỏ xa một khoảng cách nhất định, mặc dù đuổi như thế nào cũng không đuổi theo được. Trúc Minh dường như cố ý duy trì cự ly này, cố tình ép khoảng cách này với Dương Tuấn Thiên rồi lao vút qua điểm đích. Điều này nói lên thực lực chân chính của Trúc Minh vẫn chưa hề được bộc lộ hết. Xe dừng lại, Trúc Minh vừa đi vừa cười giễu. Đội trưởng đội xe hỏa nhà của Ferrari mà cũng chỉ tới đó thôi sao? Tôi mới phát huy 7 phần sức thôi thì đã khiến cho anh không trở tay được. Hà, đội trưởng chúng tôi mà ra tay thì chắc ảnh phải sợ tè ra quần rồi. Trúc Minh giỏi như thế nhưng ở trong đội cũng chỉ dừng ở hạng thứ hai. Bởi vì đội xe của họ có tay đua siêu cấp với danh xưng tay đua mạnh nhất thế giới, hạt nhân đầu não mà Lamborghini đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời về. Nhưng cho dù là hạng 2 thì Dương Tuấn Thiên cũng không so được. Phải biết rằng đây còn là chạy ở địa hình mà Dương Tuấn Thiên vô cùng quen thuộc. Nếu đổi thành đời khác thì Dương Tuấn Thiên chỉ còn thua thảm hại hơn.
Anh ta cúi gằm đầu xuống, không còn mặt mũi nhìn ai. Lâm Mộng Vân ở bên cạnh họ vội hỏi: Dương Tuấn Thiên, anh sao vậy? Không phải anh có tuyệt kỹ sao? Vừa rồi sao không dùng tới? Dương Tuấn Thiên âu sầu nói: Tuyệt kỹ của tôi vẫn chưa tuyệt tập xong. Sao lại chưa xong chứ? Lúc tôi về rõ ràng nhìn thấy anh dùng tuyệt kỹ khi lá chiếc 458 mà. Nếu có chiều đó thì anh thắng chắc rồi. Lúc cô về sau 458 chiều nào? Dương Tuấn Thiên như vịt nghe sấm, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng khi anh ta nhìn lướt qua đám người và nhìn thấy danh sách, thì trong lòng Dương Tuấn Thiên bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ là... Không thể nào, một bác sĩ, một người ngoài ngành mà thôi, sao có thể chứ? Nhưng vừa rồi lái chiếc 458 ra ngoài, không phải là danh sách hay sao? Hơn nữa danh sách và Lâm Mộng Vân lần lượt về trại huấn luyện, có thể nói rõ người mà Lâm Mộng Vân nhìn thấy chính là danh sách. Dương Tuấn Thiên bây giờ mới hiểu ra, hóa ra tuyệt kỹ mà Lâm Mộng Vân nói đến nãy giờ không phải là tuyệt kỹ mà mình chưa tập luyện xong, mà là kỹ thuật đặc biệt mà danh sách đã dùng trên đường lúc nãy. Chỉ là vì chiếc xe đó là chiếc 458 cũ, vì vậy nên Lâm Mộng Vân mới nhầm người lái xe là Dương Tuấn Thiên. Sau khi biết được chân tướng, Dương Tuấn Thiên càng tức giận hơn. Người con gái mình thích lại đi sùng bái một người đàn ông khác. Chuyện này đối lại là một người đàn ông bình thường nào khác gặp phải thì cũng không thể chấp nhận nổi. Dương Tuấn Thiên nghiến răng lại căm ghét danh sách thêm vài phần. Nhưng lúc này không phải là lúc anh ta kỳ kèo với danh sách. Trúc Bình bước sang, lạnh lùng nói: Có chơi, có chịu, gọi điện cho tên chó chết Lâm Gia Bình kia đi, kêu ông ta cút ra đây cho tôi. Sắc mặt Dương Tuấn Thiên vô cùng khó coi. Trước khi khinh thường Trúc Bình bao nhiêu thì thề thốt chắc địch rằng mình có thể thắng anh ta. Nhưng bây giờ kết quả thì sao chứ? Bị người ta đè xuống đất, chà đạp, mất mặt quá đi thôi. Lại còn mất mặt dưới sự chứng kiến của Lâm Mộng Vân, Dương Tuấn Thiên muốn chết đi cho rồi. Lâm Mộng Vân cũng ngượng ngùng không kém. Có chơi, có chịu, vốn dĩ nên gọi cha để cha đến là xong. Nhưng làm như thế thì thật là mặt mũi của đội xe Ferrari vứt đi đâu đây. Nhưng không gọi thì họ lại thành thứ gì trong mắt người khác chứ? Đội xe không có chữ tiếng, sắp cả bị cả giới đua xe cười vào trong mặt. Lâm Mộng Vân gian nan rút điện thoại ra, không cam tâm mở danh bạ. Nhưng Dương Tấn Thiên đứng một bên không hé răng nửa lời. Có cục diện như bây giờ cũng là do anh ta không bằng ai. Hay à, ngay lúc Lâm Mộng Vân bấm gọi thì một cánh tay cường tráng gạt điện thoại của cô ra. Lâm Mộng Vân ngẩng đầu lên thì mới thấy là danh sách đã tắt điện thoại mình đi. Anh cười nhẹ: Không cần gọi đâu. Không gọi sao? Thế thì không phải là mất uy tín sao? Dương Tuấn Thiên ở một bên đầy nghiến, trong cái đầu heo của anh đang nghĩ gì đó, với một tay đua mà nói chữ tiếng quan trọng hơn, có biết hay không? Danh sách chỉ cười, anh nhìn sang Trúc Minh nói một cách bình thản: Tôi đua với anh một lần nữa được hay không? Tôi thắng thì chuyện này bỏ qua, tôi thua thì tùy anh xử lý. Trúc Minh đánh giá danh sách một chút: Anh là ai? Tôi là danh sách, là người mới đến đội xe hôm nay. Người mới sao? Trúc Minh phì cười: Một người mới thì có tư cách gì mà thử thách với tôi? Nếu thứ rác rưởi nào chạy đến thách thức tôi đều tiếp hết, đều thì không biết tôi phải bệnh chết sao? Cút đi. Danh sách lắc đầu nói: Nhưng anh có lý do để bắt buộc phải thi đấu với tôi. Hô, thật ra anh không cần nói chuyện với ông Lâm, nói với tôi là được rồi. Trúc Minh buồn cười: Sao, chất của anh còn lớn hơn cả của Lâm Gia Vinh sao? Danh sách lắc đầu: Ý tôi là ông Lâm vô tội, lúc đó ông ấy chỉ ngồi trên xe mà thôi. Người lái xe đâm vào chiếc xe của Khương Chi Sơn chính là tôi. Bốn bề lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía danh sách, trên mặt mọi người toàn là sự chấn kinh. Dương Tuấn Thiên lúc này mới nhớ lại Lâm Gia Vinh đưa danh sách đến, ánh mắt đầy mừng rỡ, còn nói cái gì mà danh sách đã đánh bại Khương Chi Sơn. Hóa ra tên tội đồ đầu xỏ là danh sách. Dương Tuấn Thiên tức giận mắng ầm lên: Thằng rác rưởi, đều là vì mày mới xảy ra chuyện quái gở ngày hôm nay. Mày đúng là sự sỉ nhục của đội xe này. Danh sách vẫn bình thản đáp lời: Gây ra chuyện không đáng sợ, có bản lĩnh giải quyết là được. Sỉ nhục thực sự là người có năng lực không ra sao, thua rồi còn học thói nói bậy. Mày nói bậy gì đó? Dương Tuấn Thiên giơ tay lên muốn tẩn danh sách một trận, nhưng lại bị Lâm Mộng Vân ngăn lại. Cô ta lạnh mặt nói ra: Tuấn Thiên, anh vẫn chê chưa đủ mắt mặt sao? Dương Tuấn Thiên rụt tay nghiến răng. Trúc Minh ở đối diện cũng hiện rõ nét giận dữ trên mặt, nhìn chằm chằm danh sách 10 giây rồi lại lùng nói: Là anh lái xe thật đúng không? Đúng. Một người mới như anh mà cũng có thực lực đó hay sao? Khóe miệng danh sách cong lên: Anh nói ngược rồi, chính vì có thực lực như thế này mới trở thành người mới của đội xe. Trúc Minh không ngốc, vừa nghe đã hiểu ý của danh sách. Ý của anh là Lâm Gia Vinh ưng ý kỹ thuật lái xe của danh sách mới phá lệ cho anh vào đội ngũ. Được, tôi muốn xem anh có bản lĩnh gì. Để đi, tôi đấu với anh một lần. Đợi một chút.
Anh lại muốn làm gì nữa? Trúc Minh nghi ngờ hỏi ra. Chỉ thấy Giang Sách đút tay vào áo, sau đó nhờ người khác tháo một sợi dây giày ra buộc chặt ống tay áo lại. Thế thì Giang Sách biến thành kẻ một tay. Anh nói với một giọng điệu nhàn nhạt. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trúc Minh khó hiểu. Ý anh là sao? Sao lại đua với tôi trong trạng thái này chứ? Giang Sách gật đầu. Kỹ thuật lái xe của anh quá tồi. Nếu dùng hai tay để đua với anh thì tôi thắng quá dễ. Vậy nên chấp anh một tay đó để cho công bằng. Không một ai nói được câu nào. Giang Sách là một người mới chuyển nghề từ bác sĩ sang. Thế này không phải là quá điên cuồng rồi sao? Đối diện là tay đua F1 chuyên nghiệp, có kỹ thuật lái xe siêu hạng, hạng nhì của đội xe Lamborghini, là một sự tồn tại đáng sợ. Đến cả Dương Tuấn Thiên cũng chào thua trong chốc lát. Thế mà Giang Sách chỉ dùng một tay để đua xong. Khinh thường ai thế? Đừng nói là đua một tay, người bình thường muốn lái xe ổn định bằng một tay cũng khó mà làm nổi. Độ khó quá cao. Đối diện với sự thách thức này, trên mặt Trúc Minh lộ ra vẻ phẫn nộ. Giang Sách, anh đừng có khinh người quá đáng. Giang Sách lại bình tĩnh. Muốn tôi không khinh anh thì lấy thực lực ra mà nói chuyện. Được, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là thực lực chân chính. Trúc Minh cũng không giấu nghề nữa, hôm nay phải dùng hết sức mới được. Đánh cho cái tên Giang Sách này phải bò rạp ra mới thỏa cơn giận trong lòng mình. Dám dùng một cánh tay để thi đấu ha, phải cho tên ảo tưởng này biết một chút lễ độ. Sau đó hai người lần lượt lên xe. Khi hai chiếc xe dừng lại trước vạch xuất phát, mọi người lại bất ngờ thêm một lần nữa. Trúc Minh vẫn lái chiếc Lamborghini yêu dấu của mình. Tính năng là đỉnh thì khỏi bàn cãi, là món đồ sở hữu kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất. Thế nhưng Giang Sách lại lái chiếc Ferrari 458, một sản phẩm của mấy năm về trước gần như sắp bị đào thải ra khỏi thị trường. Nếu là người bình thường thì lái 458 sẽ ngầu lắm, nhưng với tay đua chuyên nghiệp mà nói thì tính năng chiếc xe này không còn đuổi kịp nhu cầu của họ nữa. Lái loại xe này thì từ lúc ban đầu đã thua trắng rồi. Dương Tuấn Thiên nóng vội gào lên. Giang Sách, đầu óc anh có vấn đề à? Mau xuống khỏi chiếc xe ông già đó đi, dùng chiếc Ferrari mới nhất của tôi đây này. Cái chỗ này chỉ có xe tôi mới có tính năng mạnh tương đương với xe của Trúc Minh. Giang Sách cười lắc đầu. Không cần đâu. Mọi người lập tức ngơ ngác. Đầu óc Giang Sách có vấn đề sao? Dương Tuấn Thiên hỏi lại. Tại sao chứ? Anh lái chiếc xe cũ này thì có gì hay ho đâu? Giang Sách nói ra. Đội trưởng, chuyện anh vừa dạy tôi mới đó mà anh lại quên rồi sao? Tay đua chúng ta so kỹ thuật chứ không so tính năng xe. Nếu lái xe có tính năng tốt mãi thì sẽ ỷ lại vào chúng. Một khi quen rồi thì rất khó sửa. Vậy nên tôi mới lái chiếc xe có tính năng thấp hơn một chút. Thế thì mới thể hiện được kỹ năng của tôi. Dương Tuấn Thiên dở khóc dở cười. Anh ta thật muốn bổ đầu Giang Sách ra xem thử bên trong có phải là toàn là nước hay không. Anh ta vì không muốn để Giang Sách lái xe tốt nên mới nói bừa. Sao Giang Sách lại tin được cơ chứ? Đúng là bị điên thật rồi mà. Giang Sách, tôi thực sự muốn bóp chết anh cho rồi. Giữa ánh mắt theo dõi của mọi người, Giang Sách lái chiếc xe cổ lỗ sĩ rồi bắt đầu đua với Trúc Minh. Không những chấp một cánh tay mà cả xe cũng chấp. Giang Sách quá thực không coi Trúc Minh ra gì. Một tiếng còi vang lên, hai chiếc xe bắt đầu xuất phát. Tính năng mạnh của Lamborghini, động cơ vận hành nhanh, chớp mắt đã lao vút về phía trước. Nhìn lại chiếc Ferrari 458 chậm rãi như cũ, không nhanh không chậm, từ từ xuất phát. Mới bắt đầu thôi mà đã chậm nửa nhịp so với người khác. Dương Tuấn Thiên bị chặt bắt lại. Đúng là đồ ngốc, còn chưa đua đã chậm nửa nhịp, về sau làm sao đuổi kịp được đây. Đúng như lời anh ta nói, tính năng hai chiếc xe đó hoàn toàn không có tính so sánh được. Động cơ của Lamborghini phát ra tiếng gầm vang trời, cả đường kéo theo cả một tia lửa, cứ sòng thẳng về phía trước. Tốc độ khó mà hình dung được. Trong lòng Trúc Minh đang nghẹn một cục tức, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai có thái độ khinh thường anh ta như vậy. Anh ta muốn Giang Sách biết khinh thường anh ta sẽ có kết quả gì. Anh ta không chỉ muốn thắng mà còn phải thắng triệt để. Bởi vì tính năng hai chiếc xe khác xa nhau quá lớn nên quãng đường thẳng đầu tiên không hề nghi ngờ chiếc Lamborghini dẫn đầu cách xa khoảng cách 4-5 chiếc xe. Có thể dùng hai từ đè bẹp để miêu tả. Đội xe Lamborghini giơ cao tay hoan hô. Đội Ferrari là toàn đồ ngu không nhỉ? Lái chiếc xe đó mà cũng đòi thắng sao? Hàm thắng thua quá nên điên mất rồi đúng không? Không thấy lạ gì, dù gì đội trưởng chúng ta cũng chỉ là một thằng kém cỏi. Tướng nào bình đấy, đội trưởng hèn kém như thế thì anh trông mong đội viên mạnh được tới đâu. Cuộc thi lần này không còn gì để lo nữa rồi. Trên mặt đội viên đội xe Ferrari lúc này đều mang theo sự tức giận, không có lý do gì để phản bác.
Trên sân đua, thua kém là tội ác. Bạn đua không nhanh bằng người ta thì bạn xứng đáng bị người ta đạp dưới chân. Đây là lĩnh vực không trắng không đen, không hề có khả năng chết đứng. Dương Tuấn Thiên quay mặt đi rồi mắng: tên phế vật gian sắc này đúng là làm cho chúng ta mất mặt hết rồi. Lâm Mộng Vân cũng thở dài: ban đầu cô ta thấy gian sắc mạnh miệng như thế thì phải có bản lĩnh thật sự, nhưng bây giờ xem ra chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, không có năng lực, chỉ thích lớn tiếng kêu gào ảo tưởng mà thôi. Kết cục thua cuộc dường như đã được định sẵn. Đội xe hai bên mang hai thái cực biểu cảm tinh thần. Dưới sự quan sát của mọi người, hai chiếc xe cuối cùng cũng đến khúc rẽ đầu tiên. Đua xe không so tính năng xe mà so kỹ thuật cá nhân, trong đó đường rẽ là nơi dễ thể hiện kỹ thuật cá nhân nhất. Bởi vì trên đường thẳng, bạn chỉ cần đạp nút chân ga thật mạnh. Xe nhanh hay không nhanh hoàn toàn phụ thuộc vào tính năng xe, không liên quan gì tới đây tua. Nhưng tới khúc rẽ thì không phải như vậy. Ở nơi rẽ, bạn chọn cách gì để vào đường rẽ, chọn thời cơ nào để rẽ đều rất quan trọng. Sau khi vào ngã rẽ thì phải làm thế nào để ra khỏi đó thật nhanh, càng là nơi để quyết định thắng thua. Ở đường cong thế này, tính năng xe tốt hay không đã không còn là nhân tố quyết định. Trình độ cá nhân của tay lái mới là nhân tố quyết định ảnh hưởng tới kết quả. Mọi người đều tin vào thực lực của Trúc Minh. Bỏ ra những nhân tố chủ quan, ai cũng biết bây giờ danh sách lái xe với một tay, với trạng thái đó thì đến việc xoay vô lăng mạch anh còn khó mà làm được, chứ đừng nói gì là thắng Trúc Minh ở ngã rẽ. Đó là một chuyện không thể nào. Sau khi đến ngã rẽ đầu tiên thì e là kết quả sẽ chắc chắn. Trên đường thẳng không chạy kịp người ta, nếu vào khúc rẽ mà thua nữa thì danh sách chắc chắn không có cơ hội vượt lên. Mọi chuyện chỉ có cách dựa vào kết quả sau đường rẽ đầu tiên. Dương Tuấn Thiên, Lâm Mộng Vân không ôm theo hy vọng gì. Trong mắt họ thì danh sách chắc chắn sẽ thua. Bọn họ quan tâm hết là một lát nữa phải gọi Lâm Gia Vinh như thế nào. Ngay lúc họ đang lơ đễnh cho rằng thắng thua đã định thì chuyện không ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy chiếc Lamborghini vào khúc cua giảm tốc độ. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Giảm tốc, bắt đầu rẽ, rồi tăng tốc ra khỏi đường rẽ. Đây là quá trình mà không ai không biết. Hơn nữa những lựa chọn của Trúc Minh đều gần như hoàn hảo. Cho dù là một người đàn ông ghê gớm nhất được anh ta có đến, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn. Đây vốn dĩ là lúc gia tăng cự ly, nhưng mà khoảng cách hai chiếc xe không những không tăng thêm mà ngược lại, trong chốc lát bỗng bị thu hẹp đến mức không cần phải tính toán. Là vì chiếc 458 không hề giảm tốc mà lao vút đến với tốc độ nhanh nhất. Một chiếc giảm tốc, một chiếc tăng tốc với tốc độ nhanh nhất. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Chiếc 458 đuổi thẳng lên trên, thậm chí có hơi vượt mặt. Mọi người ngỡ hết cả người ra. Cái tên đần đó muốn làm gì thế? Đi rồi sao? Vào khúc cua với tốc độ đó thì bay ra ngoài mất. Có lẽ là sợ thua nên vội vàng đây mà. Hờ, đáng thương người đó. Thua thì thua thôi, có cái gì đâu. Anh ta xông lên như thế, không chết thì cũng bị thương. Đội viên của đội xe Lamborghini thậm chí còn nảy lên một tia thương hại cho danh sách, cho rằng tỷ lệ sống của anh không cao. Còn về Dương Tuấn Thiên, ngược lại anh ta nở một nụ cười. Hà, cho anh hả hê, bây giờ thì hay rồi đó, hả hê bất cả mạng như chơi. Trong đám người chỉ duy nhất có một kẻ có sự thay đổi rất lớn trên khuôn mặt, đồng thời cũng tỏ vẻ kỳ vọng, đó chính là Lâm Mộng Vân. Tốc độ này, cảnh tượng này, cô ta nhớ rất rõ, gần như là giống hệt với cảnh cô ta nhìn thấy lúc về, không còn nhanh hơn cả lúc đó. Còn chính xác hơn, chẳng lẽ danh sách mới là người lái xe sao? Trong lòng Lâm Mộng Vân nảy ra một hy vọng mãnh liệt, hy vọng kỳ tích đó sẽ phát sinh lên một lần nữa. Ngoài cô ra, không ai từng chứng kiến cảnh tượng kỳ tích đó. Quả nhiên, một giây sau, kỳ tích đã xảy ra. Giây phút chiếc Ferrari xông lên đó, bánh xe ghì mạnh, chiếc xe bật mặt ra, cả chiếc xe để lại những vết hằn rõ ràng trên mặt đường. Trượt đuôi xe. Mọi người đều kinh ngạc, ai cũng đã từng chứng kiến kỹ thuật trượt đuôi xe. Ai cũng biết, nhưng không ai dám trượt đuôi xe với tốc độ nhanh như thế này. Không những cần có kỹ thuật lái xe cực kỳ ổn mà còn có tâm lý vững cực độ. Bởi vì trượt đuôi xe không chỉ là trượt đuôi của chiếc xe mà là cả mạng của người. Ở trạng thái thường, trượt đuôi xe có thể gặp bất trắc, huống hồ gì với tốc độ cao. Sơ suất nhỏ một chút thôi cũng đã mất mạng. Hiển nhiên, Nha Sách là một tay đua vừa có kỹ thuật vừa có gan dạ. Gần như trong chớp mắt đã hoàn thành toàn bộ động tác trượt đuôi xe. Chiếc xe trượt đuôi vào cua, vượt mặt hẳn Lamborghini. Nhanh, chuẩn, dứt khoát. Bán xe 458 không ghi lại nữa, với tốc độ không giảm, nó lao vút ra khỏi đường cong với ánh lửa lóe lên, nhanh chóng lao vút đi.